Ngày 28 tháng 7, bên lề cuộc họp của Hội đồng Ngoại trưởng Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO ở Uzbekistan, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc hội đàm song phương, trong đó hai bên nhấn mạnh quan hệ giữa Moscow và Bắc Kinh đang phát triển mạnh mẽ. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ, hai bộ trưởng đã đánh giá tích cực về tình hình hiện nay trong quan hệ Nga-Trung, quan hệ phát triển mạnh mẽ trong bối cảnh tình hình địa chính trị khó khăn. Ngoại trưởng hai nước đã thảo luận về việc thực thi các thỏa thuận giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Hai bên cũng khẳng định sẵn sàng tăng cường hợp tác giữa hai nước trong khuôn khổ các tổ chức đa phương. Ngoài ra, thì Moscow và Bắc Kinh cũng thảo luận về triển vọng phát triển SCO, bao gồm các vấn đề hiện đại hóa tổ chức này và tăng cường vị thế trên trường quốc tế. Hai bên cũng trao đổi quan điểm về tình hình hiện nay ở Ukraine và các vấn đề liên quan, song chi tiết không được công bố.